Quý vị và các bạn đang đến với bản tin giá vàng và ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Thưa quý vị, giá vàng thế giới sáng nay hiện đang giao dịch ở mức 2.035 USD một ounce, không thay đổi đáng kể so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Kỷ lệ quý đảo chiều nhích nhẹ khi được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng bạc xanh. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm bớt cũng đã làm giảm bớt chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Hiện các nhà giao dịch đang chờ đợi những tín hiệu nhận xét từ phía một số quan chức của Fed trong tuần này để đánh giá tốc độ cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương cho năm nay. Giới phân tích dự báo giá vàng sẽ tăng nếu đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed đang đến gần. Tuy nhiên, điều này sẽ không diễn ra như kỳ vọng nếu khiến kỷ lệ quý chịu áp lực trong thời gian chờ đợi tới cuộc họp tiếp theo. Còn ở chiều trong nước, giá vàng tại SJC đang được giao dịch ở mức 76,3 và 78,52 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, thì vàng phú quý SJC có sự biến động khi tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều bán. Sau đây là thông tin chi tiết. Đến với diễn biến trên thị trường ngoại tệ, đồng USD trượt giá so với các loại tiền tệ khác vào phiên giao dịch hôm nay, một ngày sau khi đồng tiền này tăng lên mức cao nhất trong vòng gần 3 tháng gần đây. Theo đó, thì chỉ số USD Index hiện đang giao dịch ở mức hơn 104 điểm. Dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ và những bình luận gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã dập tắt những đồn đoán của thị trường về việc ngân hàng này sẽ sớm cắt giảm lãi suất, điều mà thị trường vốn đã kỳ vọng từ lâu. Theo đó, thì công cụ FedWatch của Semi Group cho thấy các nhà giao dịch hiện đang định giá khoảng hơn 19% cơ hội cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 3, giảm mạnh so với con số hơn 68% vào hồi đầu năm nay. Trong khi đó, thì ở chiều trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam USD tăng 10 đồng, hiện ở mức 23.964 đồng. Sau đây là thông tin chi tiết. Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin giá vàng và ngoại tệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Uống gì trúng nhiều tiền? Uống đất cơ thanh, chào thanh không độ, nó bùng anh. Trúng giải 1 tỷ, tím giải 100 triệu, hàng ngàn giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.